Đội xuất phát của U19 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay cũng có những sự thay đổi so với trận chung kết trước Myanmar tại giải U22 Đông Nam Á mới đây. Đội chủ nhà ra sân với thủ thành máu số 1 Lê Văn Trường, cao thủ số 2 Lê Văn Sơn, số 3 Trần Hữu Đông Triều, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Hồng Duy, số 8 Nguyễn Tuấn Anh, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 17 Hồ Tuấn Tài, số 19 Phan Văn Long. Hiệp 1 của trận đấu thứ 2 tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm 2014 đã được bắt đầu. Giải đấu dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi 19. Thủ của U19 Australia có mặt ngay bên phần sân của Việt Nam và ngăn cản chúng ta lên bóng. Áp sát rất nhanh. So với trận chung kết gặp Myanmar thì hôm nay Quang Hải đã trở lại. Cú đá từ xa, không vào. Xuân Trường bên cạnh khả năng cầm nhịp trận đấu, bên cạnh việc có thể tạo ra những đường kiến tạo thì cầu thủ này cũng rất mạnh ở những cú sút xa và cả những cú đá phạt mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. Chúng ta đang được xem lại tình huống mà Xuân Trường đã thực hiện một cú đá ngay về phía khung thành của thủ môn Anthony Bouzanis. Phút thứ 6 tại sân Mỹ Đình và tỷ số trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia vẫn đang là không đều. Đội khách đang tập trung một số lượng đông đảo cao thủ ở khu vực giữa sân và dường như là để đối mặt với đội đó thì U19 Việt Nam đang thực hiện nhiều những đường bóng dài. Tiếp tục là được một đường bóng dài nữa sang bên phía cánh phải. Khá hay. Đó là một pha xử lý rất tự tin của Phan Văn Long. Đương nhiên ông Paul O'Connor cũng đang chỉ mong ngóng là U19 Việt Nam dâng lên với một đội hình quá cao và khi đó thì hàng phòng ngự của chúng ta sẽ mắc những sai lầm. Nhưng đang có được một sự hợp lý ở tất cả các tuyến của đội bóng áo trắng. Rất hay. Liệu có đủ tốc độ để băng lên hay không? Đây là pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra. Một tình huống tấn công đúng với phong cách của U19 Việt Nam và người đã xâm nhập là Hồng Duy. Tốc độ phải nói là tuyệt vời của Hồng Duy. Thêm một tình huống cắt bóng tốt nữa của hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Khá hay. Công Phượng. Tiếp tục là một pha đi bóng tự tin nữa của Công Phượng, người đã làm điêu đứng hàng thủ của Australia vào tháng 10 năm ngoái trong trận đấu tại vòng chung kết vòng loại giải vô địch châu Á. Vừa rồi thì Công Phượng đã thể hiện được vai trò của mình. Khi Công Phượng mở tỷ số ở phút thứ 8 vào lưới U19 Australia thì đội trưởng của U19 Việt Nam cũng đã có một tình huống dứt điểm ở vị trí giống như vừa rồi. Chỉ tiếc là cú đá mà Công Phượng vừa thực hiện là một cú đá đi quá mạnh. Công Phượng cũng như Tuấn Tài cho đến lúc này chưa có quá nhiều đất diễn trong một thế trận tương đối chắc chắn mà cầu thủ hai đội thể hiện cho đến lúc này. Lối đá của U19 Việt Nam đến thời điểm hiện tại có thể không mang đến nhiều cảm xúc như chúng ta đã được chứng kiến ở nhiều trận đấu trước đây. Nhưng đó lại là một lối đá cần thiết và chính những gì đang diễn ra cho thấy rằng U19 Việt Nam đang trưởng thành. Đây sẽ là một trong những tình huống mà U19 Australia hy vọng có được sự khác biệt. Một đội bóng có rất nhiều những cầu thủ to cao luôn chờ đợi ở những cú phạt góc như thế này. Khá nguy hiểm. Đúng là U19 Australia rất lợi hại ở những tình huống đá phạt góc khi mà những đường bóng bổng được đưa vào trong. Người vừa dứt điểm là cầu thủ mang áo số 4, đó là Warren de Cunha.
Xuân Trường, Công Phượng. Cầu thủ Australia áp sát rất nhanh, di chuyển. Tất nhiên trong những pha bóng như vậy thì khó khăn sẽ thuộc về các cầu thủ của chúng ta. Minh Vương rất cố gắng, chuyền bóng, dứt điểm đi. Một pha xử lý có phần thiếu cảm giác của Văn Long. Một tình huống mà từ Minh Vương cho đến Thanh Tùng đã tạo ra điều kiện tốt nhất để cho Phan Văn Long dứt điểm, và chúng tôi cũng chờ đợi một cú sút tốt hơn từ phía cầu thủ mang áo số 19 của đội tuyển U19 Việt Nam. Cơ hội đến không ít với các cầu thủ chúng ta trong hiệp đấu này. Cần một sự bình tĩnh và chính xác hơn nữa từ phía cao thủ để hiện thực hóa những cơ hội thành chít là một bàn thắng. Trong hiệp 2 này thì vai trò của Lương Xuân Trường được thể hiện một cách rất nổi bật trong việc phát động những tình huống tấn công thoáng dành cho đồng đội. Công Phượng cũng thể hiện được khả năng của mình với những pha đi bóng lất léo để tạo ra sự phấn khích cho khán giả. Và không thể không kể tới Tuấn Anh cũng đã chơi rất hay trong hiệp đấu thứ hai. Nhưng mối lo lúc này đối với chúng ta là ai sẽ có thể thay thế được vị trí của Đông Triều. Người đã thay thế vị trí của Đông Triều ở trên sân là anh Thi, nhưng để lấp được khoảng trống với sự dạn dày hơn, chắc chắn hơn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho cầu thủ mang áo số 20 của U19 Việt Nam. Nếu như chúng ta đã từng đánh bại U19 Australia với tỷ số 5-1, và nếu như trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay đã kết thúc với chiến thắng 6-2 mà Thái Lan có được trước Indonesia, đó là những tỷ số có thể không có bất ngờ với những giải đấu trẻ lứa tuổi mà sự ổn định là một điều gì đó có phần xa xỉ, thì trong hiệp đấu đầu tiên, hai đội bóng U19 Việt Nam và U19 Australia đã cho thấy rằng các em chơi rất trưởng thành và tương đối ổn định. Những ý đồ của huấn luyện viên cũng được thể hiện rất rõ, bởi sau hiệp đấu đầu tiên chơi chắc chắn thì hiệp đấu thứ hai, ý đồ tấn công được thể hiện rõ rệt và những pha bóng nguy hiểm cũng đã được tạo ra. Các cầu thủ của chúng ta cũng đáp ứng được những đòi hỏi đó của huấn luyện viên Guillaume Gravesen. Cho đến lúc này, có thể đây là một trận đấu chúng ta thất bại về khâu ghi bàn, ít nhất là cho tới thời điểm này. Nhưng nó đã thành công hơn rất nhiều về mặt ý đồ cũng như cách nhập cuộc. Mặc dù vẫn còn đó những tình huống vô cùng đáng tiếc mà Thanh Tùng hay Phan Văn Long đã tạo ra khi tưởng rằng bàn thắng ở rất gần chúng ta. Khi chúng ta có được những pha dứt điểm xuất sắc thì thủ thành Anthony Bouzanis lại chơi quá xuất sắc. Còn khi thủ môn này đã bị đánh bại thì các chân sút của chúng ta lại không có được những pha dứt điểm như ý. Một buổi tối Hà Nội với thời tiết rất lý tưởng cho một sự chờ đợi màn ra mắt của U19 Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. So với trận đấu giữa hai đội trước đây thì ở trận đấu này U19 Việt Nam không có mặt tiền đạo mang áo số 9 là Văn Toàn. Gần đây thì Văn Toàn thường không được huấn luyện viên Guillaume Gravesen sử dụng trong đội hình đá chính của đội tuyển U19 Việt Nam. Trong trận đấu này thì Hồ Tuấn Tài và Trần Minh Vương là hai cầu thủ đã được sử dụng để phối hợp cùng với Công Phượng trên hàng tấn công. Đờ Cu Nha lỗi việt vị của U19 Australia. Marvin đã gây ra không ít áp lực đối với khung thành của đội tuyển U19 Việt Nam. Người được kỳ vọng nhất và
cũng để lại nhiều thất vọng nhất cho U19 Australia trong trận đấu này chính là số 14 Daniel De Silva. Marvin hay Borrello đã có những màn thể hiện sáng chói hơn rất nhiều so với Daniel De Silva. Xuân Trường, Hồng Duy, khi mà chúng ta dâng cao đội hình và gây sức ép ở trong hiệp 2 thì số cơ hội cũng vì thế mà tăng lên. Xuân Trường, Hồng Duy, người đang có bóng là Tuấn Anh. Phan Văn Long, bóng vẫn trong cuộc. Công Phước, những màn xoay sở như thế của Công Phượng luôn được khán giả rất thích. Hồng Duy, tiếp tục là một sự thay đổi người bên phía đội tuyển U19 Australia. Và đây là một cái tên đáng chú ý, đó là Peter Skarpetis, một tiền đạo cũng đã tạo ra được ấn tượng mạnh. Cầu thủ này 17 tuổi và có chiều cao 1m78, hiện nay đang thi đấu cho Stoke City, một đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh. Việc một cầu thủ biên chế trong đội hình của một đội bóng tại Premier League, đội U19 Úc có sự thay đổi cầu thủ xuất hiện ở trên sân, áo số 7, Brandon Joel, chắc chắn là sẽ khiến cho các hậu vệ của U19 Việt Nam cần phải giải trình nhiều hơn. Thành viên của Stoke City tất nhiên là đáng chú ý, và anh đã vào sân để thay cho một gương mặt đáng chú ý nhất bên phía U19 Australia ở hiệp đấu thứ hai là Borrello. Spekatis có thể sẽ là một giải pháp mà một khôn hướng tới trong những tình huống cố định. Xuân Trường, tất nhiên thể lực không phải là vấn đề với U19 Australia. Và cho đến này thì đội bóng của Podokon vẫn đang cho thấy sự sung sức của mình. Thêm một pha lên bóng nữa. Cầu thủ U19 Australia đang dâng cao rất nguy hiểm, và đó là một pha giải nguy kịp thời. Một tình huống giải nguy rất kịp thời được thực hiện bởi Hồng Duy. Hôm nay vị trí của Lê Văn Sơn bị khai thác quá nhiều và hậu vệ phải của chúng ta rất ít khi dâng cao. Hồng Duy dâng cao nhiều hơn. Vâng, một hình ảnh rất cảm xúc đã được ống kính của đài truyền hình Việt Nam ghi lại với sự nuối tiếc của ông Guillaume Grassen sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Phan Văn Long. Ở trận đấu này thì ông Guillaume Grassen đã không ngồi một phút nào mà luôn có mặt ở ngoài đường biên. Còn 5 phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Đây là một trận đấu mà U19 Việt Nam phải đối mặt với một đội bóng trẻ đến từ một nền bóng đá có sự phát triển tốt. Và các cầu thủ chúng ta cũng đã thể hiện được phần nào khả năng của mình. U19 Australia đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, nhất là sau chuyến tập huấn dài ngày tại nước Mỹ. Và họ cũng đã mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất. Những phút thi đấu đầy khó khăn cho đội bóng của chúng ta. Rất nguy hiểm, và rất may đó là một cú đá còn đơn giản của
cầu thủ thuộc biên chế của Stoke City Petros Skarpetis. Nhưng đó là một lời cảnh báo thực sự trong những phút còn lại của trận đấu, khi mà chúng ta không còn đông chiều. Còn U19 Australia thì tất nhiên là có nền tảng thể lực tốt hơn. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì những trận đấu còn lại, cuộc so tài giữa Australia và Nhật Bản cũng như trận đấu giữa chúng ta và đội bóng mạnh là U19 Nhật Bản sẽ càng được chú ý hơn. Ở trong phần cuối của hiệp đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Konokon của U19 Australia đã thực hiện những sự thay đổi người đáng chú ý khi những cầu thủ tấn công đánh giá cao của ông đã được đưa vào sân, đó là Sotirio và mới nhất là Skepatis. Nó thể hiện phần nào tham vọng của vị huấn luyện viên này trong việc tạo ra bàn thắng. Một bàn thắng sẽ quyết định số phận của trận đấu. Tham vọng hay quyết tâm chiến thắng là điều dễ hiểu với ông Ponokon, bởi khi đội bóng của ông thua trước đội bóng của chúng ta với tỷ số 1-5 thì người đã từng mang băng đội trưởng của Australia, đội tuyển quốc gia Australia này, đã phải nhận rất nhiều chỉ trích. Thêm một tình huống lên bóng nữa với số đông cầu thủ của U19 Australia. Pha giải nguy chính xác có lẽ là của Lê Văn Sơn. Tình huống phạm lỗi từ phía sau, đó là tình huống lui về hỗ trợ cho hàng phòng ngự của Thanh Tùng. Phá phẩm nhanh của U19 Việt Nam, Công Phượng. Công Phượng trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo ra một tiếp cận. Đúng là một tiếp cận của đội trưởng áo số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Và thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của Đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này, và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn làm được một điều không tưởng, làm tung lưới của Anthony trước một hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Bjørn Brasen đặt mình ở vị trí của một người thầy. Bàn thắng để đời của Công Phượng. Bjørn Brasen rất hiểu khả năng của học trò, và vừa rồi thì ông đã có một màn ăn mừng bùng nổ giống hệt như hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình cũng như là hàng triệu khán giả Việt Nam đang theo dõi trận này qua màn hình. Và lúc này thì tôi lại nhớ lại lời của ông Bjørn Brasen khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam trước giờ bốn cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Chelsea lên đường thêm nhận xét về Công Phượng. Ông Brasen đã nói rằng đó là một cầu thủ rất khó lường, và khi đối phương tưởng như mọi thứ đã bình yên thì lại là một sự bùng nổ của Công Phượng. Và quả thật hàng phòng ngự của Australia có lẽ đã nghĩ rằng không thể có một cú đá của Công Phượng trước vòng vây của nhiều hậu vệ như vậy, nhưng vẫn có một cú đá và Anthony đã hoàn toàn bị đánh bại. Tất nhiên chiến thắng đang gần chúng ta, nhưng thử thách cũng là lớn hơn rất nhiều khi đồng hồ đã điểm phút 90 với những nỗ lực tăng tốc của đối phương. Bóng đá đi được biên ngang sau nỗ lực của cầu thủ mang áo số 20 Marvin bên phía đội tuyển U19 Australia. Hiệp 2 sẽ có 5 phút đá bù giờ. Chúng ta cùng xem lại nét chấm phá đặc biệt nhất của trận đấu này khi Công Phượng nhảy múa trong vòng vây của 6 cầu thủ U19 Australia và tạo nên một bàn thắng để đời.
Một bàn thắng mà có xem đi xem lại chắc chắn là cũng không cảm thấy chán. Còn đây là khoảnh khắc ăn mừng của huấn luyện viên Gương Grasen, giống hệt như các học trò của mình. Rất vô tư và thể hiện tất cả những sự dồn nén, những cảm xúc của mình. Nhưng phải nói rằng hôm nay ông Gương Grasen đã để lại nhiều dấu ấn hơn trong vai trò của một huấn luyện viên. Đã có nhiều ý kiến khác nhau về ông Gương Grasen khi nhiều người cho rằng ông phù hợp hơn với vai trò của một nhà sư phạm, của một người thầy với những bài giảng, những giáo án, và có vẻ như không phù hợp với một huấn luyện viên. Nhưng hôm nay thì chúng ta đã thấy một hình ảnh khác hơn với những dấu ấn, với những điều chỉnh rất là rõ ràng của ông Gương Grasen. Đội bóng của chúng ta chơi với một ý đồ chậm, chắc ở hiệp 1 và bùng nổ trong hiệp đấu thứ hai. Đây là sự đánh giá chính xác đối thủ, một đội bóng khát khao chiến thắng và có nền tảng thể lực sung mãn. Chúng ta chơi chậm ở hiệp 1 là để giữ sức cho những phút bùng nổ đã qua của hiệp đấu thứ hai. Khi những vị trí chơi không thực sự tốt ở trên sân, ông Gương Grasen cũng đã đưa ra những sự điều chỉnh. Một hành động rất fair play và nó thực sự là một hình ảnh điển hình để xứng đáng các cầu thủ U19 Việt Nam với số đông là những cầu thủ của Học viện Hoàng Gia Arsenal Chelsea được ghi nhận. Khi Hồng Duy đã rất chủ động để hỗ trợ cầu thủ đối phương khi cầu thủ này có dấu hiệu bị chuột rút. Kể từ đầu trận đấu tới giờ thì số 20 của đội bạn đã chơi rất tích cực. Những hành động fair play của Hồng Duy xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi của các cổ động viên. Đó lại là một dấu ấn khác, một nét đẹp khác bên cạnh nét chấm phá này của Công Phượng. Nếu có một khoảnh khắc nào đó của Công Phượng được ghi lại bằng hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh anh không có một cầu thủ áo trắng nào mà chỉ toàn các cầu thủ U19 Australia, những cầu thủ 19 tuổi và có chiều cao 1m68. Trong vòng vây của số đông các hậu vệ cao to U19 Australia vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng sự quyết tâm, bằng tài năng của mình. Những cầu thủ của AS Roma, của Stoke City và của những đội bóng hàng đầu khác của Australia đang thi đấu trên sân. Nhưng Công Phượng đang là người nổi bật nhất với bàn thắng đẹp mắt vào lưới của thủ thành Bouzanis, một người cũng đã bắt rất hay từ đầu trận đến giờ. Nguy hiểm. Pha dứt điểm của Patrick Skapetis. U19 Australia có chiều cao rất đáng nể. Nền tảng thể hình cực tốt giúp cho đội bóng này chiếm ưu thế ở trong những tình huống bóng bổng. Và trong những tình huống tranh chấp tay đôi. 1-0 và đây sẽ là một tỷ số để chúng ta tự tin hơn cho một suất ở vòng bán kết. Ở một bảng đấu có thêm Nhật Bản nữa thì chiến thắng ở trận đấu này chẳng khác nào là một trận đấu mang tính quyết định cho một trong hai suất lọt vào vòng sau. Những nỗ lực cuối cùng của U19 Australia. Quả ném biên dành cho đội bạn. Tình huống phát bóng lên và có thể coi là những nguy hiểm đã qua đi. Những giây cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển U19 Việt Nam đang ở gần hơn bao giờ hết với một chiến thắng quan trọng tại bảng đấu của mình. Một chiến thắng sẽ giúp cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Và tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Bàn thắng đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng của Nguyễn Công Phượng là bàn thắng đã tạo ra sự khác biệt giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Australia trong trận đấu ngày hôm nay.
số 10 của đội tuyển U19 Việt Nam. Đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam đã ghi được một trong những bàn thắng chắc chắn là đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Và một bàn thắng như thế này cũng không có nhiều lần chúng ta được chứng kiến trên màn hình TV, từ Maradona cho đến Messi. Và bây giờ thì cá nhân tôi mới lại thấy một cầu thủ có thể tạo ra một pha bóng qua nhiều người và đẹp mắt đến như vậy. Bàn thắng với một khoảnh khắc tài năng của Công Phượng cũng sẽ giúp cho chúng ta có được lợi thế rất lớn để tạm thời dẫn đầu bảng đấu có Australia và có Nhật Bản. Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên, rất nhiều cảm xúc của U19 Việt Nam và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có thêm những trận đấu hay nữa.